vào ấy thì bạn gặp gì? Bảo vệ. Bảo vệ ở đây các bạn sẽ có cái gì? Cùng rửa xe. Rồi vô cùng rửa xe thì các bạn sẽ tìm cái gì? Chỗ để xe, được chưa? Chỗ để xe đạp, xe máy, được chưa? Xe thì các bạn có thể chia riêng ra bãi để xe cho ban chỉ huy và bãi để xe cho công nhân. Thì các bạn, cái công trình các bạn này, số lượng cổng tối thiểu là 2, cổng thoát hiểm tối thiểu là 2, và khoảng cách giữa hai cổng á, tối đa là 50 m. Vậy trong một cái công trình các bạn trừ cái đề 11, đề 12 ra là có hai cổng, thì những cái đề khác hầu hết là ba cổng hết, được chưa? Và muốn vẽ đẹp á, thì các bạn làm cho mình hai con đường, đừng có làm bốn con đường nha, bốn đường nó kỳ lắm. Làm hai con đường. Tại sao mà làm hai con đường? Một con đường nằm trên trục đường chính, và con đường này sẽ là ban chỉ huy, văn phòng ban chỉ huy nằm trên con đường này, và một con đường khác nằm phía bên bên hông, bên trái bên phải là tùy cái đó, tùy mọi người. Và trên con đường đó các bạn tập kết cho mình là cái kho bãi của thép. Tại sao thì tới bữa bình đồ công trường mình giải thích sau, bây giờ thì chỉ nghe là đi, còn không tin thì bữa sau đi làm thực cũng thấy nó cũng y xì vậy à. Nó có những cái chuẩn thì sau này sẽ hiểu. Để cho cái bãi tập kết thép nó sẽ tập kết bên con trường này. Bên cái bãi tập kết thép á, thì có thể ghi chú lại nó có những cái kho bãi này. Tại vì nhiều người ghi cái bãi tập kết thép vẽ vẽ cho rộng, nghe thầy nói offset ra 15 mét, em làm 15 mét, giờ em biết bố trí cái gì hết. Thì lưu ý nè, trong cái bãi tập kết thép á, thì nó sẽ có những cái kho này. Thứ nhất, bên này nè, đang nói là bên kho thép nha. Các bạn tập kết thép là có gì? Cái bãi tập kết thép. Tại sao mà nó nằm bên đường? Có một chiếc xe cầu thùng ở đây, nó cậu qua đây. Bãi tập kết thép á, thì nó không có mái che nha, nó không hề có mái che, được chưa? Rồi không hiểu thì bữa sau hỏi. Sau khi có tới bãi tập kết thép thì nó đến cái chỗ cắt thép. Cắt thép, đây là mình đang nói là thực nó y chang vậy đó nha, chứ không phải là mình đang nói cho các bạn lố lên đâu. Rồi cắt thép xong nó đến gì? Uốn thép. Thường thường nếu mà cắt thép và uốn thép, nếu như nó không có chỗ thì hai cái này nó ở chung, nhưng các bạn cứ làm ra đi để cho các bạn có nhiều cái vẽ cho nó sinh động. Được chưa? Có thể cắt và uốn nó ở chung với nhau. Sau đó nó đến gì? Gia công thép, tức là nó lắp ráp thép á, lắp ghép, lắp cốt đai với cái đỏ, lắp ghép thép. Được chưa? Là bốn cái là đúng không? Và lưu kho trước khi đưa lên trên. Lưu kho. Cái vị trí lưu kho này á, thì nó có mái che. Có mái che. Riêng cái thứ năm này nè, nó có mái che. Có mái. Rồi, cái thằng thứ bốn này nó cũng có mái. Thằng này không mái nè. Cái thằng mà lưu kho là nó không mái. Còn mấy cái đứa sau có thể có mái, được chưa? Riêng cái đứa nhập từ ngoài thép vào nó không có mái. Còn những cái đứa sau có thể có hoặc không. Thường nha, mình nói theo cái thường nha. Thường á, thì cái một là cái mà vị trí nhập thép này. Một, hai, ba. Được chưa? Thường là ba đứa này không mái. Được chưa? Cái thằng một là bắt buộc không mái. Bắt buộc. Được chưa? Tại sao chắc hiểu rồi đúng không? Nó cậu thép từ ngoài vào, các bạn có mái che làm sao mà nó có mái được. Thép nó đơn vị là tấn tấn tấn, hình dung ý không? Mà các bạn có mái thì làm sao mà cậu xuống được. Nhưng mà tới cái chỗ mà lưu kho, cái chỗ mà lưu kho là bắt buộc có mái. À, bắt buộc có mái. Được chưa? Hôm nay thì cứ ghi nhận đi, bữa sau không hiểu hỏi lại. Được chưa? Làm là phải hiểu nha, đừng có nói là thầy nói hoặc là đi làm thực thấy người ta có máy, phải hiểu tại sao nó có máy nha. Chỗ này bắt buộc có máy, chỗ này bắt buộc không có máy, còn ở giữa này thì hên xui tùy duyên. Rồi còn mà làm không có máy tức là làm tào lao á. Rồi trừ khi làm mùa nắng, rồi nhớ lý do tại sao. Là bên bên cái đó là kho thép. Kho cốt pha nội dung tương tự. Cốt pha nó cũng ưa nằm trên cái đường có tuyến, tại cốt pha nó nhập vào công trường cũng nhiều. Thì cốt pha các bạn sẽ có là gì? Lưu kho, rồi bắt đầu gia công cốt pha, rồi xong rồi cốt pha thường nó có cỡ ba ba vị trí, tức là nhập cốt pha về, cắt xẻ gia công và lắp ghép nếu có. Thường thường cốt pha cỡ hai cái thôi cũng được, tại vì cái kho cốt pha là kho có mái nha. Cốt pha mà không có mái là nó sẽ bị mưa. Rồi còn một số cái bãi cái văn phòng thì các bạn có gì? Chủ đầu tư đầu tiên vào là phải gặp đầu não trước. Ở trước đây nó hay có một cái nhà vệ sinh nhẹ này, không vệ sinh nhẹ thì nằm ngay cái chỗ vị trí cái giữ xe là có nhà vệ sinh nhẹ. Đây các bạn có chủ đầu tư. Chủ đầu tư là đầu não nằm đầu. Sao chủ đầu tư thì đến gì? Tư vấn. Tư vấn là ai? Đại diện để tương tác giữa chủ đầu tư với nhà thầu. Sau đó đến ai? Nhà thầu thiết kế, tư vấn. Cái chỗ trong tư vấn này nó có thiết kế nha, thiết kế nằm trong tư vấn.
tại vì nó có bảo bảo vệ bản quyền tác giả. Trong này nó có là thiết kế kiến trúc nè, rồi thiết kế kết cấu nè, thiết kế MEB này, nó nằm trong cái phòng này nè. Trong phòng tư vấn á thì nó chia làm ba bộ phận: thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế MEB. Tụi thiết kế nằm trong tư vấn nha. Rồi sau đó các bạn đến ai, ở đây các bạn có là nhà thầu thì các bạn có thầu chính nè, mình đang liệt kê cho các bạn cho nhiều để các bạn có nè. Rồi sau đó các bạn đến gì, thầu phụ nè, được chưa, thầu phụ nè, văn phòng thầu phụ. Rồi các bạn đến gì, MEB nè, văn phòng thầu MEB á, thầu MEB nó làm riêng, tại sao sau này hiểu thêm MEB. Rồi sau đó các bạn có ai nữa, còn nhiều lắm. Rồi các bạn có bắt đầu sau cái tuổi này là cái tuổi giám sát, được chưa, giám sát. Yeah. Rồi các bạn có một số cái kho của thầu phụ nữa. Lưu ý nha, sẽ có kho của thầu phụ. Kho của thầu phụ và kho của thầu chính. Bên này là kho, mấy cái kho này là của thầu chính nè, cốt pháp cốt thép, kho thầu phụ. Thầu phụ ở đây ví dụ các bạn làm bên cái nhà này thì các bạn có MEB là nó sẽ có thầu phụ của MEB. Còn nếu các bạn làm nhà cao tầng á, thì nó có kho của cái tuổi sàn dưỡng lực tùm lum thứ, được chưa? Rồi các bạn sẽ liệt kê những cái phần tử đó vào. Buổi sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đào đất, còn buổi nay thì chưa hướng dẫn được vì nói chung là nói mà nói lơ phơ thì nó không đi được tới đâu nên mình không có nói, được chưa? Ai thắc mắc gì nữa hỏi. Hôm nay có thể ráng chấp nhận miễn cưỡng nghe đi, tới cái bữa mà học về tổng biên độ công trường trong cái nội dung của cái khóa này có, được chưa? Các bạn thắc mắc, các bạn hỏi lại, mình sẽ trả lời giải thích các bạn tại sao, ví dụ tại sao cái nào có máy, cái nào không có máy. Bây giờ đừng có hỏi chi cho mệt. Tại vì bây giờ mình trả lời các bạn sẽ không nhớ. Các bạn về, các bạn vẽ. Lúc đó các bạn phải suy nghĩ. Và suy nghĩ xong không hiểu thì thôi miễn cưỡng làm theo ổng đi. Rồi bữa sau lên hỏi ổng tại sao làm vậy. Còn bây giờ mà nghe mình nói, à cái này có máy rồi, về làm có máy. Rồi xong rồi, thầy ơi sao cái kia không có máy. Thầy mình trả lời xong không nhớ gì hết, mà về suy nghĩ mới nhớ được. Rồi ai thắc mắc gì nữa không? Thầy nói sơ về độ sâu chia đợt đào đất đi thầy. À, cái này phụ thuộc vào cái tổng chiều sâu đào, được chưa? Ví dụ như mấy cái đề mà đào khoảng 5 mét, 5 mét tụi em chia ra khoảng hai đợt, một đợt đào xuống 2 mét rưỡi, một đợt tiếp đào tới 5 mét. Rồi ví dụ như nó còn đào cái móng dưới nữa thì thêm một đợt thứ ba. Được chưa? Nó phụ thuộc vào chiều sâu đào, và cái chiều sâu đào đó nó căn cứ ở đâu? Người ta có thể căn cứ sơ bộ theo những cái yếu tố nào? Cái thứ nhất là theo kết cấu, theo tính toán chịu lực, thì cái đó là bên nhà cao tầng. Buổi sau mình sẽ giải thích cực kỳ kỹ cái phần chiều sâu đào sau, còn buổi nay mình chỉ nói để cho tụi em hiểu thôi, hiểu sơ bộ không phải hiểu nó biết thôi, được chưa? Rồi còn ví dụ mấy cái đề mà đào một đợt thì thôi không nói, mấy cái đề như đề 4, đề 5 rồi thì tụi em đào một phát là xong luôn. Đề 8 nè, đề 9 nè, đề 9 thì tụi em phải đào 3 đợt á, tại đề 9 nó đào tới 5 mét mấy rồi thêm một đợt dưới. Thì đề 9 nó có hai đợt chính và một đợt phụ. Đợt phụ là đào móng, còn đợt chính là hai đợt chính là đào từ mặt đất tự nhiên xuống, ví dụ như 2,5 mét rồi đào tiếp từ 2,5 mét xuống 5 mét, ví dụ vậy, được chưa? À, câu hỏi đặt ra là tại sao không đào một phát từ 0 tới 5 mét, đào được hay không? Mình phải hiểu nè, cái năng suất máy đào của mình á, nó chỉ đào làm việc tối đa ở trong vùng bao nhiêu, nó sẽ có chiều sâu đào mắc, được chưa? Và máy đào mình á, nó đào dựa trên căn cứ gì? Người ta chia đợt và dựa trên cái năng, căn cứ vào cái năng suất máy đào tối đa, hiểu không? Chiều sâu đào tương ứng, tại vì cái xe nó đứng ở âm 2,5 mét thì nó đào xuống âm 5 mét, thì chiều sâu đào nó chỉ là 2,5 mét. Nhưng em đứng ở không mà em đào xuống 5 mét á, thì năng suất máy đào nó còn bao nhiêu? Hình dung ra vấn đề chưa? Hiểu 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 ý không? Đó, thì ở đây cái căn cứ mà theo thi công á, là tụi em căn cứ theo năng suất máy đào, được chưa? Còn mà căn cứ theo tính toán biện pháp á, thì buổi sau mình trả lời. Tại vì trong thi công á, là tụi em phải căn cứ theo rất là nhiều yếu tố và em phải chọn đúng, giống như đứng trên quan quan niệm chịu lực á, là họ phải giải. Và ở trong đồ án thi công không quan tâm, còn trong đồ án thi công tụi em chỉ căn cứ cái mạnh nhất của tụi em á, là căn cứ theo năng suất máy đào, chiều sâu đào ứng với năng suất máy đào tối đa. Thì trong cái bảng tính năng suất máy đào của kỹ thuật thi công nó nói rằng chọn một máy đào thì ra được chiều sâu đào tối đa. Vậy chiều sâu đào so với chiều sâu đào tối đa là bao nhiêu percent, hiểu ý không? Thì nó ra được cái năng suất ở đó tư. Thường thường là mấy cái đề tụi em, mấy cái đề như đề 8 thì 9 rồi thì nên đào. Đề 8 thì đào tầm cũng hai đợt, nhưng đề 9 là ba đợt. Tùy mấy đề 8 đề 9 cũng phải ba đợt hết, nó thêm đợt phụ. Cái nào có cái móng là tụi em phải đào thêm đợt phụ. Rồi, còn đề đề 11 thì tụi em biết rồi. Đề 11 thì đào thêm bậc thang.
Còn bạn nào thắc mắc gì nữa không? Mỗi mỗi bậc thì khoảng 2 mét theo tiêu chuẩn. Được chưa? Và đừng có thắc mắc tại sao đọc làm thật nó ra tới 4 5 mét. Đào móng là sao? Em chưa rõ lắm thầy. Cái đề đề số 9. Đề số 9 tụi em sẽ thấy nó có một cái móng ở dưới nữa. Thấy không? Đây. Nó đào đợt 1 là tới khoảng mặt giữa, đợt 2 nó đào tới cái đáy của cái sàn này cộng với 100 của bê tông lót. Đợt 3 nó đào cái móng của cái móng băng. Rồi, thắc mắc gì nữa? Dạ em đề 6 là tổng cái ngay cái mặt móng luôn, cái đáy móng là nó chỉ là trừ 2.4 mét thôi thầy. 2.4 thì đào một đợt cũng được. Vậy đào một đợt, cái này đào một đợt, đào chỉ hai đợt. Mình nãy giờ mình nói chỉ có đề 8, đề 9 chứ mấy. Được chưa? Nó À rõ dạ là chỉ có em đề hiểu 8, đề rồi. 9 là do khối lượng nó lớn nè. Thấy không? Còn đề 10 thì các bạn biết rồi, đề 11 chỉ có đề 8, đề 9 các bạn mới phải chia làm 2 3 đợt đào, còn mấy cái đề khác đào một đợt thôi. Đề 10 thì hiểu rồi, đề 10 thì nó dính bậc thang tùy người, được chưa? Rồi. Rồi, cái đề Được mà được nhưng được. mà cái hai bên nó sao thầy, đào hai bên cái diện tích hai bên cái Là mặt bằng hoàn cảnh thầy. cái đề 10 này làm đại, tại vì cái đề 10 này nó không đúng. Một số bạn nha, đào vác ta ly một phát từ đây lên tới trên này thầy cô vẫn cho đúng luôn, đừng có buồn cười nha. Tại vì cái đề này thực sự là một số người nha, họ đào ta ly thẳng lên đây thầy cô vẫn cho điểm mà nó sai. Nhưng mà thực tế cái đề 10 này là cái tụi em mà đào thành bậc thang tụi em đào bay cái núi luôn, rồi xong hỏi cái phần hiện hữu trên này không có sao thầy, thầy cô sẽ nói ừ em chân đại đi. Được chưa? Còn bạn nào thắc mắc gì nữa? Tại lúc em tính nó đào có 128 mét là, nhưng mà cái hai bên thầy nó Đúng, không theo học theo có. kỹ thuật thi công á thì hai bên này em phải đào ta ly nữa nè, vác ta ly nữa, Dạ được chưa? Chứ em đào ra hai bên, hai ra 2 mét, cũng được 2 mét hả? nhưng mà cái còn phần hai bên cái xử lý như thế nào Cái em gì không biết, cái nào cái độ dốc mà hai bên cho nó bằng vô cái khối chính giữa thầy, dốc hai nhìn bên, cho logic đó, dốc hai bên cho bằng bố chính giữa, sao mình chưa hiểu ta? kiểu Độ dốc giữa hai khối em cho nó phải hai khối nó liền xuống thầy, tại khối này đang đứng khối kia nó vác thang. thêm một lần nữa nha, phải làm thêm khối voi vác ở đây nữa nè, em chưa làm xong cái chỗ này đâu. Ở đây nè, hai bên này em phải vác xuống nữa nè, hiểu ý không? Vác ta ly hai bên nè, vác mấy dốc Dạ á chứ không phải là 90 độ như thế này, hiểu không? dạ Rồi em vác ta ly thêm nữa và em cho đại hệ số dốc đi, không ai bắt bẻ em đâu. Rồi Dạ em cảm ơn thầy. còn bạn nào thắc mắc gì nữa Có nên chia là ví dụ em em đào bốn, nếu tính ra em đào bốn cái rãnh thì có nên chia bốn cái phay nhỏ để mà tính từng rãnh không thầy? rảnh nào ta, để mấy Đề 6 thầy. đề 6 4 rãnh đâu có cần thiết đâu. Bữa sau hướng dẫn đào đất mình sẽ họp, chút nữa mình sẽ gửi cái video của lớp kia cho các bạn, được chưa? Giờ các bạn xem, nhưng mà các bạn cần phải học qua một buổi các bạn mới hiểu, chứ còn mà nó không không vậy thì các bạn cũng không hình dung được. Hôm nay thì chủ yếu các bạn về tập trung làm hết cái exit tình dùm mình để buổi sau mình Dạ hướng dẫn ok được. thầy. Chứ giờ mình gửi video rồi các bạn học rồi các bạn hỏi mình đã từ hôm nay tới thứ ba tuần sau luôn á. Rồi sao thầy cho em xin family của đề 12 à, family gì ta? Đề 12 có cái gì mà xin? Hiếu. Family của đề 12 là em đang xin cái gì chứ? Không rõ nha, xin cái gì phải báo cho mình. Rồi còn bạn nào thắc mắc cái gì nữa không? Không nghĩ nha, được chưa? Trên này nó có một mớ thư viện, trên này lên lấy trong cái trang BIM Study á, nó có trọng á. Còn không thắc mắc nữa thì nghỉ. Dạ chào thầy ạ. Rồi, ok, nghỉ. Dạ chào thầy. Ok.